giật mọi người ra, đừng giật con cá. Giật mọi người ra. Ủa, ai kéo tôi lại vậy? Đi đi con, đi đi. Vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Thật vô nghĩa. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Đời thắng thì được phần thưởng, điểm rực rỡ. À, điểm rực rỡ. Đời thua thì được điểm gì? Nhục nhã. Mắc cỡ. Một điểm mắc cỡ dành cho tôi Minh à. Nhưng mà em muốn hỏi là tại sao đội bên nó lại thua vậy ạ? Ủa? Không thẳng thôi. Thua đi, không thẳng thôi. Hãy chờ đấy, chúng tôi sẽ sau lần này chúng tôi đã thành những người có kinh nghiệm rồi. Vâng, chờ rất lâu rồi. Nếu lần sau mà chúng ta được chơi lại nhất định chúng tôi chiến thắng. Chơi, chờ, giờ chơi luôn. Thôi, giờ thì thôi. Chúng tôi đã mệt rồi. Không. Chúng tôi chấp nhận với điểm mắc cỡ. Cái gì? Ba tổ chức mới báo cho tài trọng của anh. Sao vậy anh? Là đội thua sẽ bị nhấn xuống biển. Bây giờ để cho tâm phục khẩu phục, chơi lại một trò chơi nhỏ nữa chơi không? Chơi, chơi. Chơi, chơi. Không cần biết trò gì nữa. Cổ dính đất quá nó mồ hôi ra cái dây chuyền nhiều quá. Anh xóa dây chuyền giùm em. Đội tôi cử con ngựa chiến Lan Ngọc ra chơi. Nữ SEA Games, châu bùi. Chơi cái gì mới được? Đá gà thôi. Châu ơi cố lên. Châu ơi cố lên. Chưa biết là luật gì nhưng em cứ cố đã. Em làm sao mà em đối xử với Ngọc như em đối xử với chị sáng nay ở ruộng ấy Châu ạ. Trời ơi cái gì vậy trời? Trời ơi. Cố lên. Canh vô cái đùi chị ơi. Bừng lên. Thăng bằng nha. Thăng bằng. Đá chứ đứng chơi không vậy con? Ủa là đá chưa? Đá vô, vô. Đá. Trời ơi, Châu nó khỏe vậy. Trời ơi anh ơi. Xem xé đồ ra vậy. Đồ kém một cái rẹt luôn đó. Trời ơi. Sao nó nhẹ nhàng như là cái bánh tráng sách hôm qua. Sexy của anh ơi, anh làm một bộ hình luôn. Và nghệ sĩ tên tính gì đó vậy? Nào cùng nhịp bước ôm trận đất nước cho tim nồng thêm tình yêu quê hương. Để lòng ghi nhớ quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Bắt đầu. Lan Ngọc chạy nhanh. Lan Ngọc bây giờ chạy nữa. Ông bên trái vậy. Bỏ ra. Bỏ ra.
Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Trời ơi nhau chỉ vậy. Qua bên đây. Ủa còn nhiều lắm hả? Còn nhiều lắm. Trời, cảm ơn bà con. Bà con. Thôi, cảm ơn nhiều. Đâu không? Không phải đâu không? Ở đâu? Hết đâu. Hết rồi hả? Sao mà hết được? Con chị ơi con. Hay quá. Đây, rồi đi anh đi cho, anh đem đi cho. Anh Giang, cứu em. Anh Giang, cứu em. Trời đất ơi, ở đây mà. Giải cứu em! Giải cứu em! Ôi! Nè, của mình còn ngon lành, mình đi trời ba bánh hư hết trơn à! Em mất con bánh à! Sao em đi ra ngoài này em không thấy một cái nào cả. Bên này không còn nữa hả cô? Hết rồi hả cô? Hay quá, hay quá. Trong lại, trong lại. Dạ không được, chồng bây giờ bánh tráng phải còn nguyên mới được tính. Còn nguyên mà, còn nguyên mà. Đội người ta thì đi khiêm bánh tráng, đội tôi thì Isaac đi giao lưu với gái đẹp. Hello mọi người, hello. Buồn Isaac. Lúc đó anh em chúng tôi đi lấy bánh tráng thì Isaac đi giao lưu với các bạn gái đẹp. Anh hỏi mọi người đây là em đeo vào một lượt 4-5 cái đúng không? 4-5 cái một lượt luôn. Không có đơn giản đâu. Đếm. Đây là tiền của Isaac nè, 1. Này nguyên vẹn nha, nguyên vẹn nha. 2 cái nguyên vẹn nè. 3. Bên cao là nhiều, rất nhiều. 5 13 Có bị cái nào không? Yeah.
14 cái nguyên vẹn nha. Giờ về đội chúng tôi. Thôi để đè luôn, để đè luôn. Thôi không thích chung dạ. Thôi không thích chung dạ. Một, hai, ba. Không, hay vẫn được. Không, phải ưu tiên ba xong bỏ. Thôi, ba phải năm. Không, nè, được rồi. Được nè. Rồi, bốn, tính cho nó tiến. Vô. Bốn. Mười một rồi. Trời ơi. Ủa tại sao quen anh tráng vậy? Mười bốn. Nào cùng vui lên em. Đến với nhau đêm nay. Vỗ tay cho 14 bà con. Yeah. Mình leo 11 đi. Mình leo 11 đi. Chúc mừng đội Trường Giang, Isaac, Negip và Châu Bùi đã giành chiến thắng và nhận được một điểm rực rỡ. Mọi người hãy tự phân chia các thành viên trong đội sẽ đến làng nghề nào để thực hiện thử thách. Đội 1 di chuyển đến làng nghề rượu Bầu Đá, xã Nhơn Lộc. Đội 2 di chuyển đến làng nghề nón ngựa Phú Giang, xã Cát Trường. Bây giờ mình chơi ngẫu nhiên đi, cho nó vui. Đúng rồi. Nhiều rách bị hay là quánh tôi xì đi. Hai bạn với nhau ha. Đội mình là phải coi bên kia đi sao. Quánh tôi xì ra cái gì ra cái này. Đó, hai mình đợi. Rồi. Mình chia đi. Phương theo anh đi hả? Ok. Hai chị em đi làm ngân hả? Đúng, mình phải đi. Gánh mới đó, hai đứa mình gánh nhau. Trước khi đi mình sẽ hát tặng bà con đây bài được không? Được. Bà con ơi, bây giờ mình cùng nhau hát một bài trước khi tụi em di chuyển qua đây được không ạ? Được. Mình cùng nhau hát bài Nối Vòng Tay Lớn được không ạ? Được. 2, 3. Đừng nối gian tay đôi lại đến xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mang hết bao la, anh em ra về. Gặp nhau mừng như bá cát chạy cuồng trời dòng. Vòng tay ta nắm nói trọng. Đây là chương trình tại đây chúng ta sẽ có những thử thách liên quan đến trò chơi ở miền Tây. Nếu chiến thắng, các bạn sẽ có thêm điểm rực rỡ. Các bạn sẽ chia thành hai đội. Đội đầu tiên có tên là Rực Rỡ, bao gồm các thành viên của Hành Trình Rực Rỡ. Sao cái đội gì mà không có điềm đạm vậy hết vậy? Phải tinh tế lên. Phải tinh tế lên. Thành viên khách mời sẽ về chung một đội có tên là Quê Nhà. Phải tinh tế lên. Phải tinh tế lên.
Tự nhiên cái chưa nắng đứng búa vậy trời. Tự nhiên cái chưa nắng đứng búa vậy trời. Rồi không ai đi với tôi hết. Ủa mình có phải một đội không mọi người? Khẩu hiệu nhà mình là gì? Quê ơi. Nhà mình là nhà quê. Quê ơi nhà quê nha. À, cái khẩu hiệu gì mà nghe tiêu cực vậy? Rồi đẹp. 2, 3. Quê ơi nhà quê. Quê ơi nhà quê. Cái gì gọi là mang đến tư tưởng cho khán giả? Giáng trường. Đây, kinh điển tôi nè. Hành trình rực rỡ, tự hào Việt Nam. Yeah. Nó sang biết là bao. Chủ nhà mà ở này là được tập trước này. Hơi lộn cộng rồi, hơi cà lông rồi. Rồi chứ độ cà lông quá, hơi cà lông quá này. Sao vậy? Rồi chứ độ tôi cà lông quá, hơi cà lông quá. Ở đây chủ nhà mà ở này là được tập trước này rồi. Rồi chứ độ không có tới mà. Mà này là được tập trước này tập trước bên rồi. Rồi chứ độ không có tới mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách mang tên Trở về tuổi thơ. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Lòng nhau ngoài mưa lấm lem bùng lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu. Cô thư chạy theo lũ ban thật hiền. Thật hiền. Từng chiều từng chiều giống trai thắng ngại. Từng chiều giống trai thắng ngại. Vui vơ câu ca em đâu biết gì. Một ngày em trời nắng lấy em cao. Bắt luôn chúng ta bên nhau biết yêu khi nào. Muốn tình yêu khi nào, khi nào? Hey, muốn tình yêu khi nào. Mà ước mơ về lại. Tại đây, hai đội chơi sẽ phân chia vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Vì hôm nay chúng ta đã có mặt ở xứ dừa Bến Tre nên sẽ chơi một trò chơi trở về tuổi thơ với mo dừa. Từ vị trí xuất phát có cờ hiệu của chương trình, các thành viên mỗi đội sẽ lần lượt kéo nhau bằng tàu lá dừa và mỗi người sẽ chỉ được kéo một lần. Trò chơi trời ơi, trời. Em hay kéo mo dừa, chờ em đi. Đây, cái chương trình này dài là biển lâm đúng không? Sao dành cũng hát được vậy? Cứ một cái câu là hát một câu. Đời nó chớ chiều lắm dạ. Đời nó chớ chiều lắm dạ. À, MC dẫn chương trình thì muốn hát, còn ca sĩ thì muốn đi làm hài. Xin phép em qua đội bên này được không? Ai cho? Chứ đội bên này cái duyên lạ quá. Không, đi đừng giỡn. Phải tin được. Hồi nào nói câu gì vui coi. Quê là quê là quê. Quê là quê là quê. Thôi cho em qua luôn. Sau khi kéo tàu lá dừa, ba thành viên sẽ được thả ở ao số 1, còn lại sẽ ở ao số 2. Các thành viên ở ao số 1 sẽ phải bắt cá, sau đó chuyển cho các thành viên ở ao số 2 và chạy thật nhanh về đích thả vào thau. Nếu để mất cá vào tay đội khách là do các bạn chơi dở nha. Lưu ý là chỉ cần cá được thả vào thau của đội nào đầu tiên sẽ được tính cho đội đó. Đội nào bắt được nhiều cá hơn là đội chiến thắng và giành được một điểm rực rỡ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở lòng nặng quá bao lòng ơi. Ở lòng nặng quá bao lòng ơi. Anh Lâm, cố lên anh ơi. Anh Lâm, anh lên đi. Anh lên đi. Ê, từ từ. Lên đi, lên đi. Rồi. Nhanh lên. Ui da. Ê, có thực sự là anh đang nằm ở trên miếng này không mà sao nó nóng cái đít dữ vậy? Nóng quá. Trời ơi anh kìa. Ai bị cái cây vậy, cây nhẹ. Sao nóng vậy? Chị ơi, đừng, không sao, không sao, không sao, anh cứ kéo em đi. Con này con của ai? Con này con của ai? Hốt liền, hốt liền Lâm, hốt liền.
cố lên hình, không liền, không liền lắm, không liền. Buồn. Trắng lộn, trắng lộn. Trắng lộn, trắng lộn. Sao bà nói chậm dữ vậy? Yếu quá, cái lúc nổ anh nặng lắm, cái lúc nổ anh nặng lắm. Nó nặng vậy. Nè em dịch ứ hết cực ấy lên luôn rồi đó. Để đi xuống á. Nặng quá. Anh nặng quá. Ủa anh ô số mấy vậy anh vậy? Đây một. Rồi. Bắt cá lóc, bắt cá lóc. Không có cá lóc là con lươn đó. Bắt cá lóc á. Là con lươn đó. Bắt cá lóc á. Con lươn nó ghét con lươn, không cá lóc. Anh chị nặng dữ chứ. Đó. Sắp tới chưa? Ra quá, ra quá. Anh không được nữa hả? Con bắt cá đi. Bắt cá đi. Bắt cá đi, tập trung, tập trung. Cái gì vậy? Không. Bắt đây nè. Đó, tới rồi. Ui, làm kìa. Thôi bắt cá đi, bắt cá đi. Bây giờ em cầm con cá lên. Ây, trời ơi. Cái gì vậy? Ây, chị Phương ơi, bắt cá đi chị Phương. Bắt cá đi chị Phương. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kì vậy? Anh lùa lại em đi, em anh lùa lại em đi. Đấy. Hất ập cậu cho cũng dịch cũng được. Đứa nào? Thôi em đừng nói mà nó nha. Nó trường của em làm em giật mình. Để em với anh phải hỗ trợ nhau mình phải. Ê, em mới đạp lên nó. Con còn. Ê nó nghe nè. Mình kết bạn với nhau được không? Giao duyên. Mình hỗ trợ mình bắt nha. Em tên Egip. Không có lỡ lỡ chứ, lỡ chứ. Lớn rồi. Lớn rồi, làm giật mình hả? Sau 10 phút trôi qua, mặc cả hai đội đều chưa bắt được con cá nào. Đề nghị mỗi đội cử thêm một thành viên từ ao số 2 sang để hỗ trợ bắt cá. Làm quá lắm ơi, anh Lâm ơi cứu em. Em vừa khơi thấy khu vực này. Bắt được rồi, bắt được rồi. Tôi thắng rồi. Ê! Ê! Trời ơi, cái tim đi ăn vượt căn cấp của người ta mà hay ho cái gì? À! À! Mẹ ơi, ở đây có con cắn. Anh em ơi, Hùng ngay đây này. Sao anh ngóc cái đầu lên, con gì ngóc cái đầu lên kìa. Anh Hùng đi ra đi, ông ngoại anh cái lớn cơ mà. Anh Hùng đi ra đi, ông ngoại anh cái lớn cơ mà. Tôi chạy đi rồi. Chị Tấm ơi, nãy giờ chị có cá chưa? Chị Tấm ơi, nãy giờ chị có cá chưa? Vậy hả chị? Trời ơi,
trên đầu em lấm lem bùm lầy kìa. Vậy giờ sao chị? Em rửa đầu đi em. Dạ. Rửa đầu dạ, đi. Dạ chị em. Em nha. Em rửa đầu đi. Chị ơi. Trời. Chị ơi. Trời ơi. Lạc ơi đừng lấy trứng dội đá con ơi. Con bé này. Em vẫn luôn vui tươi, hiền hòa, dễ thương như một nàng tiên ca. Bất lực rồi anh ơi. Em đắp mặt nào bùn cho. Ôi dạ, kẹt kẹt cái monitor. Trời ơi. Điều chỉnh của anh 250 nha anh. Điều chỉnh của anh 250 kèm massage nha. Dạ anh có làm body không ạ? Dạ anh có làm body không ạ? Vâng. Vâng. Chạy đi anh ơi. Chạy đi anh. Thương em. Anh Dương. Anh em. Thương em. Tôi. Bỏ một. Đây. Dạ đi anh. Ai vậy? Ai vậy? Ai cầm vậy? Này. Thôi mình cứ anh trả lại. Cứ giờ lên. Cố lên đi. Cố lên đi. Mẹ ơi cứu con. Quá hay quá. Gì vậy? Bỏ ở đây làm gì hả? Cô cá lại với mình luôn nè. Không có đâu, cô cái gì của em lấy lại. Đúng rồi. Chương trình có ghi hình mà. Chương trình có ghi hình á, đội ta ăn gian. Hùng bắt của anh Lâm Hùng bắt. Chưa? Dính là dính mặt lại Lâm ơi, để làm cho. Dính là dính mặt lại Lâm ơi, để làm cho. Dính là dính mặt lại Lâm ơi, để làm cho. Đừng đâu, 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 đừng đâu,
nghỉ tí đi cho đỡ mất sức. Còn một phút cuối cùng. Ủa sao đội kịch không vậy? Đây con cá em ơi, chỉ là đứa con cá. Đi. Hai đứa nhậu chưa? Đừng hiểu lầm anh. Tha cho em đó. Isaac. Sao vậy giả? À, mọi người, mọi người. Mọi người ơi, giả tấn công Isaac. Rồi, em có cách rồi. Rồi. Vô đây luôn con cá. Vô đây luôn. Hình ảnh đội có hai con cá mà. Như vậy là chiến thắng ở thử thách trở về tuổi thơ đã thuộc về đội chủ nhà rực rỡ. Xin chúc mừng các bạn. Sống ở đời cái gì của mình sẽ là của mình. Nhưng chúng tôi là những người chủ nhà, chúng tôi nhường lại chiến thắng này cho đội bạn. À, anh ơi, không có, không có. Không, chúng tôi vẫn lấy. Em lấy mà, em lấy mà. Chúng tôi xin nhường cho ban tổ chức, có cho hay không là quyền của ban tổ chức. Dạ em cảm ơn, em cảm ơn. Anh Giang, anh Giang sao tự nhiên đưa mình vô thấy khó vậy? Ban tổ chức làm sao chịu được? Chịu chứ. Làm sao nó chuyển khán giả? Chịu mà. Theo luật chơi, chúng tôi vẫn công nhận đội rực rỡ là đội chiến thắng trong trò chơi này. Còn bây giờ, mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo để có thể nhận thêm một điểm rực rỡ nữa. Rồi, đi thôi. Ai kéo tôi lại vô? Đi đi, Ngọc, đi đi. Ủa, tôi lưng cái anh dài rồi, tôi lưng. Tôi kiện nhá. Đi đi, Ngọc. Ngọc. Cưỡi ngựa là phải như vậy nè. Qua đây đi, qua đây Ngọc, đi qua đây đi, em qua đây với anh. Chỉ coi chung với nhau. Rồi mình lỡ mình biết chung làm sao? Về đi, về đi, 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 đi lên chở về đi. Okay. Đây. Bối rối có biết đâu em là em là ai vậy? Em là ai tự nhiên thiếu trái tim anh rồi? Ôi, thế là mất em rồi. Đúng rồi, nhận đầu xuống. Đè xuống, lấy thùng chén đầu, lấy
chết rồi. Có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Thật vô nghĩa. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Trời ơi, kéo đúng rồi, kéo trâu ra. Đi lên, đi lên. Cố lên nha. Chào chạy lên chào. Em quỳ không được. Đi. Xin được chúc mừng chiến thắng của đội Liên Chủ. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.